Chào các bạn, tiếp tục hôm nay tôi sẽ nhận cho các bạn cái trò về bài. Ok, hay là chích luôn nha các bạn. Nhớ là subscribe kênh YouTube của mình để thường xuyên theo dõi những clip mà mình nhận cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ hãy theo dõi mình. Vâng, xìa bài ra nhé, chọn cho mình một lá đi. Lá nào được ok. Một lá ok. Đúng không? Nhiều lúc vẫn nuôi hy vọng ngày sau sống vây. Tại mình không chung nỗi đèn tình yêu sẽ lúc. Ôi còn đâu sống mơ anh và em. Đưa bài luôn, coi kiểm tra đi. Có phải anh đang mơ về ai? Có phải chẳng tin em nhạt phai? Có bích. Ủa, mất 3 chuồng anh. Chạy bài ra luôn, chạy bài ra. Anh ngâm ngùi từng ngày xót xa. Đó không? Bạn là ôn này. Đâu? Trong điện thoại. Đó được. Đó nào? Đó được rồi. Ồ! Và nha. Này giờ mình sẽ lấy nó ra như thế này. Đó. 1, 2. Hay là do chúng ta chưa về nhau. Các bạn chụp luôn tấm thảm. Này tấm thảm không có lá bài nữa. Rồi mình sẽ tiếp, mình để cái lá bài này phía dưới điện thoại các bạn. Các bạn tắt nguồn. Tôi xin lỗi các bạn, ba máy này. Rồi đây là cái mục đó là bài 7 cơ để trên đầu của bài, dán bằng keo hai mặt hai đầu. Ok, bây giờ bạn sẽ phọt cho khán giả chọn con ba chuông. Một cách phọt mà mình hay thường sử dụng đấy là đây. Cách này là cách kiểm soát lá bài, nó hơi khó hơn. Mình xè bài ra cho khán giả chặt tay, chọn lá bất kỳ đó, đưa nó ra. Đó, còn thêm một cách nữa. Này, các bạn cầm của bài vô, dùng ngốc là nhổ nè. Anh ngâm ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần ai. Các bạn không thấy khán giả nè, cho bài chạy nè, mình chưa dừng bất kỳ chỗ nào mình sẽ lấy cho một lá, ví dụ cái dừng ở đây đúng không? Thì mình sẽ dùng cái lên. Mấy cái này mình đã hướng mấy cái tập trước rồi, bạn chịu khó quay lại sắp sau các bạn coi, mình chỉ lướt thôi nha. Rồi ok, bây giờ tiếp lấy cái lá bài ra, các bạn để cái lá bài của khán giả chọn lên trên đây, lên trên cái lá dính bằng keo á, các bạn để lại thì hai lá nó sẽ dính lại với nhau. Mình sạc này, xong cuối cùng là ra kiểm tra lại kiếm lá bài đó thì không còn nữa. Cuối cùng mình sẽ nói nhẹ là trong cái điện thoại này các bạn mở luôn này, xong rồi các bạn giữ lên như thế này, các bạn vuốt rồi sao vuốt một lượt luôn. Ok, vậy là xong. Đây là câu cuối nè. Nói là chào tạm biệt đi. Nãy nói câu đầu rồi. Chào tạm biệt các bạn.